Cái gì vậy? Ủa gì vậy cô Linh? Trời đất ơi, trời ơi, sao nghe mùi rượu không vậy? Em đi quậy từ tối hôm qua tới bây giờ luôn, thấy em bệnh không? Bệnh cái gì trời ơi, thôi xỉn đi về nghỉ đi. Tại sao tối qua em xỉn, em gọi điện thoại anh không em ơi? Tối hôm qua tôi làm về mệt tôi ngủ. Anh đứng lại nói chuyện với em anh. Thôi tự nhiên là chọt cái chân vô đây, cái chỗ cái bóp của người ta làm ăn. Anh tại mà... sao anh trốn tránh em hoài vậy? Trốn cái gì? Em có làm gì có lỗi đâu, em tốt mà. Thì cô tốt nhưng mà tôi đâu có công chuyện làm rồi, tôi có con cái, tôi lo đủ thứ hết, đâu có đi chơi với cô được. Nè bây giờ đêm qua mình không gặp nhau, mình không quậy được thì bây giờ mình quậy đi. Quậy đi. Trời ơi, giờ này vũ trường quán bar nào mở mà quẩy không quẩy. Dễ quá, mình về nhà anh mình bật nhạc lên mình quẩy. Thôi, nhà tôi có mấy đứa nhỏ nó quẩy là gần muốn chết rồi, bây giờ về nhà mở nhạc lên quẩy nữa. Thôi thôi, mình quẩy đây luôn. Mình quẩy đây luôn, lên. Trời ơi, lên nóc nhà. Trời ơi, ngoài công viên mà la sùm trời đất, một hồi lên nóc nhà cái gì, lên phường bây giờ đó. Đi về. Về bây giờ anh phải chăm sóc và lo lắng cho em. Tôi anh Tùng ơi, anh đưa, Tùng đưa cô về nhà cô Linh ơi. Rồi đưa về chú nhà Tùng, chú Tùng, tôi nói chú Tùng nghe, cho đang bận nè. Không, chú Đức đừng. Hả? Chú Đức đừng có hiểu lầm chứ sao. Xỉn rồi. Trời ơi, đàn bà con gái mày thiệt tình, cái con này nè tôi nói cho chú nghe. Dạ. Chú cho tôi hỏi về Vi nghe, gái tôi á không biết nó có bận việc gì ở cơ quan không, sao giờ chưa thấy nó về. Nó đi quậy rồi. Thôi mày nín giùm tao đi, cho tao hỏi sếp của nó coi. Ủa sếp cái gì bây giờ đi về bây giờ mày nín giùm tao để tao hỏi ông, tao đang nôn, tao muốn gặp con gái tao mà. Chú Tùng, chú... mày nánh không? Ừ, là em kìa. Mày nánh. Thôi đi vô đó ngồi đi. Ủa ghê vậy. Ôi, nhức cái đầu chịu không nổi luôn à. Tôi hỏi con Vi sao chú? Con Vi á, nó thường ngày nó hứa với tôi cái gì là nó giữ đúng lời lắm. Nó nói bữa nay á, nó sẽ đúng giờ nó về. Chắc hẹn ăn uống gì đó với mấy đứa trong công ty đó chú ơi. Hẹn ăn uống gì với mấy đứa trong công ty? Thường thường nó về mà nó đi với tôi, về đó nó ăn uống với tôi mà. Được rồi, chú đừng có lo, để con gọi điện thoại cho công ty biết liền chứ gì đâu. Chờ con chút nghe. Alo, trọng, có trong công ty giùm tôi có Vi trong đó không? Hả? Đi tiếp khách hả? Đi khách. Con điên. Bây giờ hỏi kỹ lại coi là đi với ai, đi tiếp khách với ai. Khách là người nào? Cái gì? Ken Nguyễn hả? Hỏi địa chỉ gấp. Hỏi địa chỉ của con Vi đi gấp. Nhắn tin vô điện thoại cho tôi liền nha. Rồi. Ken Nguyễn là ai? Cái tay này là một cái tay đáng gờm ở trong giới bất động sản đó chú. Dạ, em chào chú. Chào tôi à? Dạ. Tôi như thế này mà gọi tôi là chú à? Dạ. Tôi còn trẻ lắm, sao gọi tôi bằng chú? Hân hạnh chào em. Dạ, chào chú. Em tên gì? Dạ, con xin giới thiệu, con tên Vi. Nè. Dạ. Nếu xưng bằng con là tôi đi ra ngoài liền. Hãy kêu bằng anh em đi cho nó dễ, đúng không nào? Dạ. Trong kinh doanh chỉ xưng hô là anh và em và chị, đừng bao giờ cô cậu chú bác. Như vậy cái người nghe người ta cảm thấy người ta tủi thân, bởi vì chẳng khác là nói như vậy nói người ta già. Chỉ là anh em thôi, không thoải mái đúng không? Ở trong giới địa ốc này rất là nhiều cái miệng đồn rằng Ken Nguyễn là một tay rất đáng sợ. Họ nói đúng. Nhưng tôi chỉ đáng sợ với những ai láo lếu với tôi kìa. Còn cô thì sao? Một con thỏ như thế này,
Ngỡ lòng nào một con sư tử già như vậy mà ăn thịt. Nói đúng không? Dạ. Nóng quá. Cái nhà hàng này mai làm đèn nó hư hết rồi. Làm cái gì vậy? Dạ chú, xin lỗi chú làm con giật mình. Giật mình cái gì? Chú cứ chồm chồm với người con ngoài. Tôi chồm vô tôi ăn thịt cô à? Tôi giật chồm vô tôi lấy cái remote. Kỳ mắt quá. Vàng này vàng xịn nè. Trời ơi, gì là là alo Vy. Alo. Sao nãy giờ gọi bây giờ mới chịu bắt máy là sao? Rồi lè nhè xỉn được không? Nhậu hay không là quyền của tôi. Chú hỏi cái gì? Nè, ăn nói với ai vậy hả? Đang ở đâu? Đang ở nhà hàng Hải Đăng. Gì vậy chú nói đi, nhanh đi. Có gì không? Liệm nó mở loa lên đi. Hỏi coi nó có bị gì chưa? Đó, nghe ba hỏi chưa? Bị gì chưa? Ba hả? Con đang đi làm mà. Làm ăn cái gì? Giờ nó la kìa. Gì vậy? Ba làm gì nó đó? Dạ, không có gì. Không có gì. Không có gì hết. Nè Vy à Vy, con nghe chú nói nè. Ken Nguyễn không phải là một tay đơn giản ở trong giới kinh doanh đâu nghe chưa? Ai cũng biết tính của ông hết đó nghe. Nghe chưa? Mệt chú à. Chú đừng nói nữa. Đừng có cứng đầu, nghe lời chú đi về. Đi về. Con sẽ quên cái hợp đồng này cho chú coi. Na 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 na. Dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng.